chuyển quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh của mình. Nay mình đã có một cửa hàng ăn vặt rất là uy tín, rất là nhiều món luôn ạ. Đây là các bạn đã thấy mình có một chỗ uy tín thế nào luôn. Quá trời sản phẩm luôn. Hôm nay thì mình muốn mang cho các bạn thấy rằng cửa hàng mình có rất là nhiều sản phẩm đa dạng, kể cả về mẫu mã cũng như là đa dạng về sản phẩm. Rất mong là các bạn hãy ủng hộ shop mình nhé các bạn. Các bạn hãy cùng lên like, hãy cùng đặt hàng và ủng hộ shop của chúng tôi nhé. Số của chúng tôi thì bán rất là nhiều mặt hàng, mặt hàng cũng rất là đa dạng các bạn. Các bạn hãy ủng hộ những cái đơn hàng như thế này để giúp chúng tôi có thêm thu nhập để cuộc sống ổn định hơn các bạn. Đối với các sản phẩm này thì chúng tôi sẽ phục vụ quý khách hàng tốt nhất. Cái hàng một cách tốt nhất về những cái sản phẩm của chúng ta rất là đa dạng và phong phú. Rất mong quý vị và các bạn hãy ủng hộ những đơn hàng của mình. Đơn hàng của mình hết sức là phong phú và đa dạng các bạn, đa dạng về cả sản phẩm như là về chất lượng. Các bạn hãy mua ủng hộ cho shop của mình nhé. Trong những sản phẩm rất là ưu tú của thị trường Việt Nam mình đó là nước mắm cá cơm, một trong những đặc sản cực kỳ là ngon và hữu ích
Được sử dụng rất nhiều trong mỗi gia đình chúng ta, nước mắm cá cơm hầu hết tất cả các gia đình nào cũng có. Người thì hai ba hũ, người thì một hai chai gì đấy các bạn. Những gói chả cắt này ở những cái gói cho nước mắm này sẽ được sử dụng để làm một cái nguyên liệu để chúng ta chấm canh. Những cái chai nước mắm này sẽ được sử dụng để chấm rau luộc hay là lêm lếm các đồ ăn các bạn. Còn những cái vị trà, trà táo đỏ này sẽ rất là phù hợp. Thì các bạn sẽ như là nấu thuốc hay là nấu chè dưỡng nhan hay là nấu số loại canh thảo mộc của nó mà gọi là canh Phật toàn đại bổ các bạn, thì sẽ sử dụng tới những cái nguyên vật liệu này. Thì những nguyên vật liệu này sử dụng rất là nhiều trong mỗi gia đình của chúng ta nhé. Nguyên vật liệu này sẽ được sử dụng.
sản phẩm này là những cái sản phẩm rất là tiện dụng các bạn, được sử dụng rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn. Đây thì các bạn cũng được biết rồi đấy, hũ nước mắm thì là hũ nước mắm 90% là nước mắm cốt nguyên chất và các gia vị khác đều vị cho cái nước mắm của chúng ta nó giảm độ mặn, giảm độ mặn và nó giúp chúng ta ăn ngon hơn, thì gọi là nước mắm sinh ngon được các bạn. Một trong những món ăn ngon của chúng ta đó là món một trong những món ăn rất ngon của chúng ta đó là món nước mắm, không thể thiếu được cho chúng ta được ạ. Món nước mắm là món thực sự rất là cần thiết cho mỗi gia đình, rất là khó có thể thiếu nước mắm khi chúng ta cần chấm một cái loại rau, chấm một con cá, chấm một cục thịt không có nước mắm thì có thể là không còn với ý nghĩa thì các bạn không ngon. Giống như chúng ta cuộc sống thì chúng ta ăn cơm, thiếu cơm dù chúng ta ăn phở nhiều lần chúng ta sẽ chán, thế là như vậy đó các bạn. Rất là mong các bạn sẽ hiểu, hiểu những cái mình nói những cái điều gì. Sản phẩm rất là tích cực, chúng ta sẽ giới thiệu về sản phẩm táo đỏ. Táo đỏ là một trong những sản phẩm rất là hữu ích trong đông y cũng như là trong việc nấu nước trà mát, thanh nhiệt và giải độc. Giúp chúng ta sẽ cung cấp một lượng
hãy cùng liên hệ với cửa hàng để nhận được rất là nhiều sự ưu ái của chúng ta. Rất là nhiều món ăn các bạn. Các bạn đã bao giờ được thưởng thức những cái món đặc sản như mình đang để đây không các bạn? Những món ngon, món đặc sản ở đây không các bạn? Các bạn đã bao giờ được sử dụng chưa? Các bạn thấy thế nào? Món ngon thì cần có bạn hiền, muốn ăn ngon thì cần có bạn hiền, mà muốn có tiền thì có người dẫn lưng, thật là vi diệu các bạn ạ. Với những nước uống, những đồ ăn như chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ có rất nhiều và sẽ có rất nhiều muốn ăn gia đình. Nước mắm cá cơm nguyên chất, trà sữa ô năm, thịt bò gân, gân gọn gân nhỏ và trái táo bí đỏ, khô heo, da heo, cháy mỡ hành, nho, nho đen. Trà tuyệt vời các bạn. Sản phẩm thật là có ý nghĩa.
Nước mắm rất là tươi, rất là ngon, rất là mới, rất là hấp dẫn. Những sản phẩm tốt thì sẽ được đem vào hết hồn mày. Chưa, mới được 2-3 phút à? Còn làm tới hết hồn đấy. 3 phút hả? Phải biên nhầm. Ta hết hồn thật sự ngủ à? Tao buồn ngủ anh ngủ đi tí ra tao kêu vào. Ngồi đó dít dịch rồi khó chịu, dít lầu mặt mũi mở không à? Mở đi rửa mặt rửa mũi đi. Tỉnh ngủ vào xem tiếp. Mình đang quá tải công việc, mình đang không biết làm sao với công việc của mình. Gì? Chưa, đây tôi bận, tôi đâu có bán được đâu. Nếu mà bán á, biết sao không? Chị, để ngày mai đi tránh với cái tiền. Lấy tiền mua đồ gửi như cái bả luôn. Muốn làm gì mà làm kệ mày. Tiền đó mà gửi. Ôi trời, tao đã rảnh đâu mày thấy không? Việc tao còn chưa làm xong mà đầy việc thế này, làm gì đã làm xong được cái gì? Cậu review dùng người ta đang khổ sở vì thiếu video trầm trọng. Rất là mệt mỏi. Tao bảo mày lấy điện thoại mày review ít video ngắn cho tao đi. Nó hết pin lắm tao hả? Đúng má, mày xài hết pin, mày nói mày hết pin. Đúng má cái mặt mày kìa. Mày ngồi đi kiếm cái sạc, cái cục sạc dự phòng rồi nè. Cái review tao nói gì chưa? Review cái đống đồ đó, đúng má mày nói gì mày nói. Thằng quần gấu, má, mặt nách bây giờ còn có 4 à. Trong này đi còn thấy à? Trong thùng đó. Thấy rồi đó. Tự nhiên chửi con tao được chứ. Cái này bán cho mà tôi tại vì á cái này nè bỏ mua rồi biết chi. Bây giờ thì mình làm đứng quá đó. Mà cười.
ôi ma má ơi, máy tính của mình nhé, lắc lắc mình thấy thương đúng không ạ? Thì cái mắt bị chán luôn. Bán cái mắt quá. Vậy chứ. Tôi bán ngon một có không? 10.000 để yên cho nó ngủ của nó này nhỏ thôi. Bán còn đi không? Ra ta mượn ra đó ta ngồi đi cho. Anh ngồi nó mà la được mà. Đó là để gì à? Cái gì? Đầy đồ ăn ở trong dưới đi. Ba phút hồ tận được. Đấy, ta đang đã quá tải công việc, ta đang mệt mỏi đây. Ta còn chưa đăng nhập, chưa xác minh cốt, mai đủ video kênh đủ. Mà do cái máy tính nó bị lắc quá, ta nào cũng được. Ta tả video xuống để úp cho kênh thằng kia đó. Chữa cháy. Ta khổ quá mà. Nói chuyện đi. Lấy sản phẩm lên. Sản phẩm mới giới thiệu được chứ, phải đến giới thiệu. Tôi đây là tôi, con người đang chuẩn bị ngủ à. Chắc ngày mai tao đi quay nửa ngày video ngắn cho thằng kia quá. Giải quyết đơn cho nó xong làm đó. Ý là biết không, tôi kêu mà bán đi để đi lên shop mua đồ vậy. Ta biết tội vậy, ta đang bán mà cu người ta chưa biết và ăn được nên ta phải bỏ đấy để ta làm cho nó. Không là nửa bên này nói chuyện bên này, nửa bên kia nói chuyện bên kia, nửa úp video, nửa úp các kiểu. Bố thằng nào mà làm kịp được, đúng má cái điện thoại lắm. Chào mọi người nha, nãy giờ em hơi nhiều chuyện xíu là em đang bán khu gà này 65.000 hộp nha. Ô, 60 nha, lộn nha, 60 nha, khu gà đó. Chắc tôi gửi cho mẹ tôi luôn quá, nếu có tiền nuôi lấy này luôn nè. Đúng hộp. Bạn có cần mặc áo rất tả tới đó không hả? Áo này là không có tiền, bán đồ không có tiền lắm. Mọi người có mua đồ không hỏi, cho tem tiền mua kim chỉ cho may áo nha. Bằng dơ lên để cho người ta thấy sản phẩm, mọi người nói không vậy thôi được. Một sản phẩm một. Đúng mắt là tính làm một cái video mà ngưng luôn sao vậy? Đúng mắt y con nghiện. Trong cái khô gà có ớt, ổi, lá chanh, cái sữa xanh này là lá chanh tặng hương kèm theo tương ớt để kêu có chứ không ai ăn khô gà tránh tương ớt đâu nha. Còn khô gà này là 350g. Sao vậy chị xếp máy tính? Giá bán ở ngoài đường nó bán là hủ nó 300g, nó bán với giá là 60.000, tức là một lạng 20.000, ký 200.000, nửa ký 100.000. Ngoài khô gà ra thì có khô heo. Khô heo nó bán một lạng là khô dê nữa mà. Cánh khô dê nữa. Có khô heo, khô bò, khô dê.
cô Châu nữa. Bữa nào có tiền mua ơi không chứ tính chứ chém mà mạnh tay đủ ngày mai mấy bả ha điện thoại lên chữ gì đó bớt bớt thôi chém thì hả quỷ mới chửi tao bị chém thì mấy bả chửi tao tao thôi nói mày thôi mình cứ chém mà. Ủa rồi nọ nước tương mình đâu tao không mua đâu. Ủa tao tính nó mình lấy tao không lấy nó xúc xích cho bà tao luôn á. Cái bánh mì hôm bữa tao đi thành phố thì tao mua đem về tới giờ còn nguyên dưới đó. Không phải dám ăn à? Không không dám ăn, chưa ăn tối bà tư bị tiểu đường mà. Không mà sao? Tư nó hỏi à, hôm bữa con đem về tao ăn chưa? Tư nó ăn một gốc rồi. Không để cho ông thắng ăn hết đi. Rồi biết con cháu không thắng không, không có ưa rồi ngọt. Bà tư nó chọn, thì nó mở tủ lạnh ra đi kiếm nước uống không mà không để nó ăn rồi đâu. Thế thì cho đèo ăn đi. Bữa đồ tao về cái bát tôn cho bàn thờ xuống 3 phút một phòng lần phòng nhưng mà nói chuyện mình phải để sản phẩm lên thì người ta nói nó có sự khác biệt giữa các video chút bên này chút xíu làm sớm thì nãy giờ thì có phải xong phụ tao xong rồi không nhé nó tí to rồi. À, chuối sấy mọi người, chuối sấy, chuối sấy giòn, cái này là anh tự photo nè. Cái này sử dụng là sản phẩm dùng để ăn liền, bảo quản nó ở độ thừa, khô ráo, thoáng mát, tránh sáng trực tiếp. Khi mà ánh sáng chiếu trực tiếp thì làm sẽ làm dễ gây tổn thương chuối bên trong, sẽ bị hầm hơi. Nhờ có như vậy nó mới có được cái túi túi hút ẩm nè. Giá em đang sale là 30.000 nha. 30.000. Hủ chú sấy 30. Cho em xin. Khi mà chú này thuộc về là chú cao à, nó đem về nó cắt ra. Sau đó nó phơi nắng. Nó phơi nắng xong nó phơi mưa. Nó phơi mưa xong nó chảy với nó hút ra đậu chiên. Nó chiên xong nó hấp xong nó luộc. Sau đó là nó sấy thành chuối sấy giòn. Giòn dữ chưa em? Giòn lắm nha, nghe lập bợp vậy biết rồi đó. Nhưng nó không có tương ớt không? Mà nó có hút ẩm. Chuối này nó ăn có vị hơi chưa? Nó ngọt nha, nó ngọt lắm nha. Ngọt thì vị đường hay gì đó không biết. Cái này lon bếp có logo các thứ lên nè mình có hấp dẫn nhỉ, có nhãn mát là ngoài hấp dẫn rồi. Sản phẩm dùng để ăn liền đúng rồi, mở hũ nha, ăn liền thôi, không mở hũ ăn liền. Mình để làm cái gì mọi người, làm cái gì trưng bày sao nó bậy, nói nhiều nó nói lâu ấy, nãy giờ nói gì? Đâu biết đâu, tôi lại không bị bao hút rồi tắt rồi. Tại vì ta đâu có chi kênh ấy, chỉ được đủ giờ đủ sức vậy thôi chứ làm gì nói giờ, đâu đủ chen nó theo nữa đâu. Nó nói gì à? Hỏi tại sao không làm bên Việt Nam gì kia đó, gì trả lời cái đó. Cuối sáng qua trả lời mãi trả lời hoài, có nghe không chán à? Là sao mà hỏi? Chị Bảy ơi, chuyện này chị Bảy bắt cháu muốn diễn. Như nói là để chị phải bàn lại với vợ chị. Nhìn đâu rồi chị cũng quên ha. Mọi người không nhắc thì quên gì? Nó bán bánh tráng muối nhuyễn. Nó không bỏ nó nói đâu. Lúc mình nó đang ở Lê Châu á. Bánh tráng muối nhuyễn nó bán rất nhiều fan mua lắm. Ai mà hợp tác lúc ban đầu cũng được lắm ha. Mời cúng hẹn cái nước tao. Nhưng mà cho tao là tao vật vã cả ngày hôm nay rồi chứ không có nằm như mày. Tao cứ tưởng tượng cảnh xe nằm ngủ ba bánh hàng cao đó.
Chị đi ra, nào? Chị nhìn thấy. Sáng mai mày có đi đâu mày chốt cửa lên đi. Ê, tao chốt cửa rồi và làm sao được, tao đi ra ngoài. Đi ra ngoài, tao đi làm cái gì đó. Để tao biết mấy rồi. Rồi tao chốt cửa, xin tao vào bằng gì? Tao chờ được hàng rào vào chắc. Chờ cái gì đâu mà. Không biết không, đây chị bị vào bao nhiêu lần đâu. Vào đưa tao mỹ phẩm cho tao review là một này. Và tới sạc pin điện thoại là hai này. Vào xem tao lỗ lỗ là ba này. Đi ngang qua ta chưa kịp đóng cửa là bốn đấy. Nhìn thấy mày bắt đầu cào ra. Ủa còn ngại nữa. Đèn ngủ bắt đầu cào. Ngủ kiểu đấy còn màu mì há hốc nữa. Xong rồi miệng thì bắt ra xong rồi. Chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu hũ đường cát. Không biết đường lấy, không biết con tay cô gái cứ ấy. Đâu người ta không biết. Hũ đường cát nha. Lúc chị Bình vô phòng đưa cái như cái mỹ phẩm gì đó là tao biết cái sao không? Tại vì tao không biết nhất thôi, tao không có điện thoại đâu mà mở mắt ra coi điện thoại còn có thể là phản chánh lúc đó mình thức rồi đồ. Nó ngựa. Ngựa kiểu nó ba cao thật sự. À, đường này là cái hũ này là đựng được 500 của ta, đựng 500 gram đồ ăn giặt nhưng mà để được 1 kg đường luôn mọi người. Được 1 kg đường. Là cái lon bát nó nhóc hết trơn. Chỉ thằng nhóc kia vô kho đóng hàng. Đường này được làm từ mía nhưng mà khi mà nó có chất cậy rửa gì đó xong rồi nó sẽ trắng như nào. Đường này 100% là mía không? Cái hộp thì cũng tiện ha. Má mày mốt đi xuống nhà rồi tao về tao có mấy cái hộp này đựng bột ngọt đường đá luôn. Cô đó nhắn tin tao chưa xem. Đến tin riêng hả? Quên lớp không, nhắn tin chung. Chắc là cô giáo chuẩn bị nghỉ thứ bảy chủ nhật đi chơi chứ gì. Cô giáo nhắn tin là chỉ có tốn tiền không có gì khác. Cô giáo đâu thấy phụ huynh nhà này còn ngồi quay hình gì đâu. Cô giáo đâu thấy. Cô giáo làm sao thấy cảnh này. Để con về bài cái nó này nó kia. Đường nè mọi người, ai mua đường cứ liên hệ với mình nha. Hũ này là 800 gram, giá nó là 20.000 nha. Nghe nói mua đường giống như kiểu nào. Phải mua kém gram đâu bác. Đâu mua đường giống như kiểu là bọn ấy đấy. Bọn chạy xe tải mua đường mà. Mua đường thì uống cà phê. Mua đường uống cà phê, tháng nước màu hay là niêm cá, niêm canh gì cứ yên liên hệ tới mình. Mình có bán, đúng rồi. Hồi nãy tôi nói chị Bình đó là có bán sổ ngửi chén là Bình tới 6 cục. Hương mua cháo hả? Gì? Ủa nói là ai mua cháo hả? Ở Kim Lương. Kim Lương bán nhiêu? Hồi anh bán nhiêu? 50. Nhỏ qua tay nhỏ kia thành 80. Đù má thành nữa. Má quốc tính là nhỏ kia thành 100. Hồi cuối cùng góp lại là nhiêu? 80. Ăn nguyên đi tới tay khách phải đúng là còn cái liệt để mày nói đi ngang công trình nó rút. Nè chị phải làm gì tôi kéo đi kêu review không cái hai cái lúng thằng quỷ sẽ giống như cùng vái lồi ra ừ chút nào ừ sao tại sao y bệnh chính ừ giá trời mốt cái tính y chang làm khổ mạng hết trơn ừ quá mày mày đậm được còn được đồng tiền mày động người ta làm gì thế nào tao làm ăn xui xẻo vậy xui xẻo gì mày cũng đi xuống với tao không từ từ cái số đâu rồi gì tại số đâu trời được quá mày mày cầm hết tất cả tao không hề cầm một cái gì luôn à
chuồng nai chuồng mây chúng cái đi sao đỡ nữa. Hôm vừa nãy tao bảo mày là bỏ tờ vé số ở trong cái tủ của mày đi. Sao tao không thấy mày nói gì hết? Với giờ mai đừng sợ số nó là má, nó kêu rồi. Trời, con điên ấy. Cái mày mở tủ nè coi có không? Lắm của nội. Mày đến nay tiếng ngoái à? Số này rồi 14 tháng 4 cái nào mấy này chiều nay hôm nay 14 tháng 4 này do giờ qua 12 giờ rồi giờ 14 tháng 4 đúng không thúc thúc cái đồng vậy không người ta nói những người không hút thuốc thường ăn cạo đúng chưa khác. Mày biết không, thằng gấu á, nó set up cho hai ông để quay mặt với nhau nói chuyện, ông kia nói chuyện, ông này gật đầu quay mặt với nhau nói chuyện á. Bữa rồi, mọi người có đang bị cảm sốt thì cứ uống vô cái này sẽ giảm nha. Giảm gì không có hết. Giảm sốt được tí tí thôi nha. Cái này là hương vị cam tươi luôn á. Này hình như 80 ngàn chai phải không? 80 ngàn chai. Hồi nhỏ có mua một loại. Nó có loại vitamin C sủi á. Cái uống xong hết này. Thường là lấy cái này nè. Thự ra nó có cái viên nén nó hút ẩm á. Lấy rồi chơi. Nó đang ngồi nói hả? Nó lại nó hên nó tắt sớm mà. Vitamin C sủi không à? 80.000 một chai. Uống để trong cái trường hợp mà mọi người tiếp tục vitamin C á thì mình có uống một viên. Cho một viên nó có tác dược vừa đủ cho mấy người mà thường là bị sinh nhược nè, thiếu ăn mất ngủ gì đó, uống vô một cái trạng thái bình thường sau 2 tiếng nằm lên đường đúng không? Ừ là không phải mày có mèo không lý y chang mèo mình á, từ cũ không mua đồ có lấy nè, hồi bữa nay mấy ngày anh nhờ em á. Cái anh hỏi sao mèo bị bệnh em có 1 triệu luôn á, anh mới mua hôm bữa mà hôm nay nó bệnh nó ói nữa, nó kia mép nó xì bọt tùm lum, nó y chang mà em bữa kêu ẩm ra tiệ ra ngoài thì thú y này nè chích cho mũi hết, ổng lấy 600.000 chưa hơi hám gì nữa. Ấy cái bàn sắt bây giờ kìa, mua mèo chưa biết. Mấy mèo mình chia không biết. Mèo thôi. Lạnh quá. Lạnh quá. Mẹ em thì gửi mấy cái đường cho mẹ tao luôn. Mấy cái đường này ấp ngói cho mẹ tao luôn. Thì cũng nghe các thứ là được mọi người nha. Xin chào mọi người, sẽ review cái đèn pin mình đang xài nha. Đây là cái đèn pin sạc.
mua giá là 35.000 xài được 2 năm. Rồi, đây là cái tiêu sạc đúng không? Tiện lắm nha. Cái này là đừng có lấy cái tay mọi người đụng vô hai cái chuôi nha, nó giật đó. Hồi xưa người ta xài bằng đèn cục, bây giờ mình xài bằng đèn cục ấy không? Ướt tăng, ướt nhẹp chứ. Độ sáng tương đương như nè, độ sáng cỡ đó, nhìn thấy không? Độ sáng dịu nè. Khi mà mình sạc nó sẽ phát tín hiệu đỏ cho mình nha. Khi mà pin nó đang mình rút ra thì nó tắt. Đây là chia công tắc bật mở. Còn cái này là họa tiết cho anh chị mình pin. Đây là nó ra thấy vô dễ dàng lắm nha. Trời ơi. Kết cấu bên trong có bóng đèn nè, chiếc nhà đá, pin, cùng tháo lắp dễ dàng. À, 5.000 xài được 2 năm. Ok mọi người. Công dụng là để mình đi đêm á, mình có thể là soi nó nhỏ thôi, nó soi được có chừng hơn 10 mét nha. 10 mét, hơn 10 mét nha. Hồi sáng, ánh sáng nó sẽ là màu trắng. Đúng không? Ánh sáng sẽ là màu trắng. Mới gặp con quỷ xong mọi người ạ. Bự lắm, mặt bành, da đen, đầu quăng, tóc sống. Buồn quá. Thì nhớ tạ thì mấy cái không luôn ạ. Mũi hỉnh có hai cụm râu ở đây nè, ngay đây có hai cụm râu như cụm lông nách vậy đó, mất khí nữa, khí mất nhỏ khí hào, hai cái đầu nó quấn có hai cái cụm gốc đây nè, rồi mai mốt nó mọc như cái sừng bự ở thành con quỷ luôn, ngồi nó vuốt vậy nè. Tạm biệt mọi người nghe. Mấy cái YouTube gì hết trời. Đây là cái gì, mấy cái gì, không bấm gì vô. Thì để gì ra. Không có gì vô nó bấm nè. Xin chào mọi người. Hôm nay tình cờ những mobile phone nó tặng cho em thì có thể dịch cái tài giấy này. Nó hướng dẫn mình cách đăng ký thuê bao, cách cập nhật thuê bao qua website nè. Để cho mấy cái ô hướng dẫn đây là quét mã QR nè, e thờ phần mềm nè, thờ vô chung nè, không truy cập website mobifone.vn, quét mã để truy cập website, xác nhận OTP, tải ảnh giấy tờ lên, sau đó thì có chữ ký, mình được chữ ký số nè, sân ca. Khi mà mỗi lần mình đăng nhập vô thì bắt đầu nó sẽ quét mã hoặc là đăng nhập bằng số điện thoại này. Mình vừa đặt mật khẩu nha. Mã xác thực OTP nó giống như là số ngân hàng đúng không ạ? 1, 2, 3, 4 4, 6 số nè. Số xác thực OTP xong thì nó hỏi mình là nam hay nữ. Còn mình không để cũng được. Ngành là gì, nghề nghiệp là gì, loại giấy tờ là gì. Còn mà nó hỏi gì căn cước, tôi cam kết tôi là chủ sở hữu cái thuê bao, xác nhận thông tin nó cập nhật chính xác, đề nghị mua phân giải quyết thủ tục thay đổi thuê bao cho tôi đó. Mình xong mình bấm xác nhận là mình đã đăng ký nha. Người sử dụng kiểm tra lại các thông tin mà hệ thống lưu trữ xuất dữ liệu từ ảnh đã lên, bao gồm họ tên được phép chỉnh sửa, hệ sinh được phép chỉnh sửa, giới tính không được phép chỉnh sửa, số chứng minh không được phép chỉnh sửa, ngày cấp được phép chỉnh sửa,
Hay cắt được khối chỉnh sửa, tức là không sau đó thực hiện ký ô chữ ký và thực hiện cam kết chủ sở hữu số thuê bao, lưu ý một số thuê bao chỉ được thực hiện thay một lần. Đó, người sử dụng cần kiểm tra thông tin trước khi hoàn thành thao tác. Người sử dụng nên xác thực thông tin để hoàn thành thao tác thay đổi thông số thuê bao. Ý là chỉ có một lần trong đời nạp cái SIM thôi, cũng giống như mình ký tờ giấy kết hôn vậy đó, chỉ có một lần thôi, mình ký bằng giấy chì nha, mình có thể bôi xóa được. Còn giấy mực thì không bao giờ, vì không biết xóa như sao, mọi thứ không bao giờ. Mà cái tờ giấy này á, chơi hướng dẫn mình rất là dễ hiểu nha, nhưng mà bây giờ mình đọc mà mình thấy mình cũng không hiểu chút chút rồi đó. Lát mình tua video là mình coi hết cái video này, mọi người coi hết cái video mà mọi người sẽ hiểu nó nói gì nha. Sau khi mà nhập số điện thoại xong, mình đọc họ là tên, ngày sinh, địa chỉ, quốc tịch, mình quốc tịch Campuchia, nghề của mình là chạy shipper, còn nghề nghiệp chính của mình là đi giao trà sữa. Để cho mọi người đổi áo. Dắt dao. Nói chuyện nha. Nói chuyện. Cái áo vô cái cửa anh thấy hả? Áo khác quay đi. Rồi cái món đó xem mình là hacker. Đó, mình là hacker cho mọi người xem nha. Là cái đây hôm nay đâu có một bị mở nhìn xíu hả? Ừ, mình cũng lại ghê, còn lâu quá nó nói gì vấn đề nó đi nói lại gì đó. Hôm nay xem nó còn thèm nói người ta là bắt nó. Tất cả mọi người nha, mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái đây là cái tập trắng nhân gian hồi xưa mọi người mới học đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 6, 8, tức là 8 cái mẫu này đã từng sản xuất ra từ hồi xưa rồi nha. Mình hồi xưa mình đi học cũng có cái cuốn này nè, cái cuốn này hiện tại mình cũng đang cầm nè, cuốn con trâu nè. Tập này nó bán với giá là 13.000, người ta bán có 10.000 rồi, bà Tư cái bên nhà mình bán mắc có bán cho mình có 13.000 rồi, 13.069 trang, 200 hả? Ủa trời, 200 trang rồi bóng gì không? 200 trang bóng gì luôn hả? Đấy, cái này là 200 trang của thông tin là nổi luôn mọi người. Mọi người có tin đây là 200 trang không? Mỏng như luôn nè. Mỏng như 69 trang hồi xưa chứ. Mà khi mà mình mở cái tập ra thì nó sẽ để là trường, lớp, họ và tên môn học, năm học. Từ mình sẽ ghi tên học rồi xong, nhưng mà mình phải ghi cái nhãn ở ngoài nữa. À, tập nó giấy nó rất là im nha, mình viết trang này nó xin qua trang kia luôn.
khi mà cái tờ giấy nó là đây là thuộc về là cái cuốn tập tranh Đông Hồ, dân gian Đông Hồ, đây nó có cái để mà tích tên nè, hàng Việt Nam chất lượng cao tích tên, đây là công ty cổ phần Vĩnh Tiến, cho nên là Vĩnh Tiến xưa mọi người có ai xài cái chiếc của Vĩnh Tiến chưa? Vĩnh Tiến con mày sai mình sử dụng cái này để làm cái menu. Ở sáng nay thì sớm rồi nữa học bài nó phải sao thì mày sao mới làm học văn cái khổ chứ trời. Nhỏ lắm không biết mà người ta dạy cho thì hay cãi lắm. Ngày nào học văn cái đâu hậm hực thì thấy ghét ghê. Còn để học thêm văn trời tao thì mẹ cái môn văn và tiếng Việt là dễ nhất trên đời luôn đó. Người Việt Nam học tiếng Anh thì được, mà là tiếng Việt không sao. Để tạm biệt mọi người. Dạ, hướng dẫn mọi người dễ con heo. Mình xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách vẽ con heo đơn giản nhất nha. Mình sẽ vẽ một vòng tròn. Mình sẽ vẽ một vòng tròn đây. Mình vẽ cái đôi tay con heo. Mình vẽ 26 nha. Người giống nhất là cái đầu mũi. Con heo. Con heo này xong mình vẽ bàn tay con heo thì thường là có hai con chân đó, xong rồi mặc áo này, chứ con mất tao bỏ mày video thì ưu tiên coi mặt coi video đi lóc hả video ưu tiên coi mặt và coi video đi lóc khi mình vẽ là coi heo nó ốm dễ hơn không nhôm nhất vẽ con heo những như lớp một